cô đọng nhưng trọn vẹn. Không gian trở về bên mẹ trong chương trình nghệ thuật Ơn Nghĩa Sinh Thành 2022 là một câu chuyện âm nhạc hoàn chỉnh về khung cảnh sinh hoạt của người dân quê. Từ không khí thôn làng của buổi sáng bình minh, phiên chợ quê ồn ào, công việc đồng áng ngày, mùa rộn ràng hay những âm hưởng nhạc cụ dân tộc mang đậm bản sắc Việt Nam. Bên cạnh cây đa giếng nước, sân đình quen thuộc, những thanh âm từ nhiều nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn nguyệt, đàn tranh đã tô điểm cho không khí một ngày của làng quê sôi động. Không chỉ có vậy, không gian ẩm thực cũng vô cùng đa dạng bởi các món ăn dân dã quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Từ đồng và tấm bánh đã đưa nhiều người tham quan trở về miền ký ức tuổi thơ của phiên chợ quê. Nhắc đến phiên chợ quê, đặc biệt là phiên chợ ngày Tết, không thể không nhắc tới hình ảnh ông đồ áo thê khăn xếp, giấy bút mực nghiên, chăm chú thả hồn vào từng con chữ. Ngay tại không gian trở về bên mẹ, những ông đồ cũng dùng nét bút thư pháp để mang không gian cổ truyền đến chương trình. Với những nhà thư pháp, viết chữ, viết câu đối không chỉ là để tặng người xin chữ, mà qua từng nét chữ, từng con chữ ông đồ còn muốn truyền lại và hướng dẫn cho người đi xin chữ đến với cảm thụ thư pháp, hiểu thêm ý nghĩa của từng con chữ, của việc xin chữ.